Xin chào bạn, tao Tú Phan đang nhân bạn cho trang web là Phan Tú Trung Cầm. Thì vừa trước tôi vừa nói bạn cái phần sử dụng cái nốt set physics đó bạn, đặt tính giới vật lý do đối tượng để làm game á. Thì vô này chúng ta sử dụng cái nốt đó làm game game này nè bạn. Game mà nó nhảy nhảy lên như này, Zumba nè. Thì nó có nguyên tắc gì nè bạn. Thứ nhất là bạn sẽ thấy là khi chúng ta nhảy từ dưới lên á thì nó sẽ xuyên qua đối tượng, nhưng mà ngược lại khi từ trên rớt xuống thì nó lại va chạm với đối tượng để nhồi lên. Đó, nguyên tắc của cái game này là gì? Cái khó là của chỗ đó, sau còn giải quyết được cái vấn đề đó là thấy nó ok. Thì nếu bạn nào chưa xem thì xem lại cái phần lý thuyết ta sử dụng cái nốt set physics các bạn. Cái nốt là cái nốt này nè, mục tiêu rồi. Cái nền đất của tôi đâu, đây đây, cái nốt set physics đây đó. Nghĩa là cái nền đất này bạn, bình thường á là cái nền đất này là nó có tính chất vật lý, có tính chất vật lý nghĩa là chúng ta va chạm vô thì chúng ta sẽ nhồi lên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt cái tùy chọn là nếu va chạm nhân vật chính thì nó sẽ là bỏ chất vật lý, chất lý là non là bỏ nó chỉ vậy thôi. Khi mà nó không va chạm thì nó mới có lại tính chất vật lý nè, ta lít vô đánh dấu check chữ restore nè, phục hồi lại. Nghĩa là khi cái nhân vật chúng ta va chạm từ bên dưới lên á thì nó không có tính chất vật lý, để chi, để cho cái nhân vật chính chúng ta này bay xuyên qua cái nền đất này. Nhưng mà vừa ra khỏi cái nền đất bay xuyên qua thì nó sẽ, khi mà nó rớt xuống lại bạn, rớt xuống lại thì nó va chạm thì nó sẽ nhồi lên. Thì tại sao vậy thì bạn nhìn kỹ cái phần này nè, nó nhìn kỹ cái nền đất nè. Nền đất của tôi là gì đó, đặt tên là 11, nhiều quá. Đây mà nhìn kỹ cái nền đất nè, thật ra nó tới hai phần, nhìn kỹ hai phần ha. Cái phần bên trên là star nè, star nghĩa là mặc định ban đầu, do này đang sử dụng là tính chất vật lý là kinematic nên tôi cố tình để nó nhỏ nhỏ lên phía trên nè đó. Còn ở dưới là gì bạn? Cái dưới là do chúng ta sử dụng cái hình dáng va chạm của cái nốt xcollect, xcollect đây đó. Rồi tại sao tao phải tách biệt hai cái phần hình dáng va chạm vậy? Thường những cái game bình thường thì bạn sẽ thấy hai cái này thường làm trùng nhau cùng kích thước luôn, nhưng mà trường hợp này tao sẽ làm hai cái nó riêng biệt nhau. Đến chi vậy, tao chỉ thích nhìn lại cho các bạn nào xem để hiểu ha. Ban đầu á, mặc định của cái đối tượng này là nó là kinematic có va chạm, nghĩa là nếu bình thường á là ta va chạm ta sẽ bị dội xuống rồi. Nhưng mà chúng ta đã thêm một cái nốt là if collect, nếu va chạm với nhân vật chính thì sao, thì cái nền đất này tự nhiên giống như là nó bị vô hình trong suốt nên nó làm cho cái con nhân vật chính chúng ta có thể là bay xuyên qua được nó. Nhưng mà vừa bay xuyên qua, tôi lấy ví dụ ha, đây là nhân vật chính ta đang bay nè, chạm với cái này là if collect thì nó sẽ là vô hình, nó làm cho cái nốt star như nào vô hình nó, thì nó bay lên là bay 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 đang bay lên nó. Khi mà nó vừa bay lên ra khỏi cái phần va chạm của cái nền dưới đây thì sao bạn, thì nó hết va chạm rồi thì nó sẽ quay lại tính chất là có tính chất vật lý lại. Thì khi mà có tính chất vật lý thì sao bạn, thì nó sẽ bị nhồi lên. Ở đây nó chia làm hai phần khác nhau ha, cái nốt star là nốt một ở trên, còn cái dạng dạng dưới là cái số 2 là if collect, hai cái hình dáng va chạm khác nhau ở hai vị trí khác nhau. Rồi rồi đó, lần nó đó lần nữa ha. Như nhân vật chính chúng ta từ dưới bay lên, nếu bình thường các bạn không có thêm cái nốt collect đó, không có thêm nốt collect là không có thêm cái số số 2 bên dưới đó, nè, thì khi mà ta va chạm đây nó đụng số 1 thì nó sẽ bị dội xuống liền, dội xuống như thế này liền đó. Nhưng mà do chúng ta thêm cái nốt collect số 2 thì khi tự nhân vật chính chúng ta từ dưới nó bay lên, từ dưới bay lên thì nó đụng cái số 2 trước tiên đúng không nè. Và chúng ta vừa gán cái nốt là nếu đụng cái số 2 trước tiên thì nó làm cho số 1 bị tàng hình đó. Khi chúng ta đụng cái số 2 mà qua khỏi cái phần số 2, nghĩa là không còn đụng va chạm số 2 nữa, chỉ có tới đụng số 1 thôi, thì khi đó nó sẽ có lại tính chất vật lý thì nó sẽ rớt xuống lại, rớt xuống lại đụng đụng cái số 1 là có tính chất vật lý thì nó sẽ nhồi lên lại đó. Đó là cái nguyên tắc như nào à, chưa xem chưa hiểu thì nên xem lại cái video trước tôi nói cái phần mà sử dụng nốt test physics các bạn ha. Rồi vậy ta được cho game như thế nào, từ dưới nhảy lên thì nó là xuyên qua, nhưng mà từ trên nó xuống thì lại bị nhồi lên, chỉ đơn giản như thôi. Thấy chưa? Đây. Nha. Này, coi kỹ nè, từ dưới thì nó sẽ xuyên qua nhưng mà từ trên nó xuống thì lại bị nhồi lên. Do từ dưới là nó đang đụng cái nốt mà làm cho vô hình rồi, nhưng mà từ trên nó xuống thì nó đâu đụng cái nốt số 2 đâu. Đâu đụng cái hình dáng va chạm số 2 đâu mà nó bị xuyên qua nữa, nên nó chỉ đụng cái số 1 nên nó bị nhồi lên. Thì chúng ta áp dụng cái nguyên tắc nó làm cho những cái kẻ thù cũng tương tự như luôn bạn. Nhiều bạn người ta tính làm tới đây rồi người ta bí á, người ta không biết làm nữa. Trường hợp này tôi muốn làm cho nhân vật chính chúng ta sẽ có ba máu như này, này ba trái tim ba máu nè, nè ví dụ như thế, tôi làm tương tự giống như tôi làm cái nền đất vậy hồi nãy, là khi mà từ dưới va chạm lên thì nó sẽ xuyên qua, nhưng mà vừa qua khỏi cái phần mà vô hình đó
Thì tới cái phần va chạm thì nó sẽ làm nhân vật chúng ta bị tổn thương máu nè, nhìn nè, ba máu nè, còn hai máu thấy không nè, còn một máu nè, chết nè, thấy chưa? Này tôi bật tính chất va chạm cho bạn xem. Tôi sẽ tạm ẩn cái nền đi bạn. Này bạn nhìn kỹ nè, thấy chưa? Cái kẻ thù, cái những cái gai này nó cũng có hai phần luôn. Một là cái số 1 là cái star nè, tính chất vật lý là do nó là kinematic nè. Còn cái dưới đây là cái số 2 nè, số 2 là ipcolet nè, thấy chưa? Ipcolet là gì? Ipcolet là nếu va chạm nè, nếu va chạm nhau chính thì đặc tính chất vật lý nó là non, non là không có. Nghĩa là ta sẽ va chạm với cái số ở dưới bên dưới trước, và cái bên dưới nó làm cho cái bên trên là cái số 1 là nó sẽ bị tàn hình. Mà vừa không có va chạm với cái số 2 này, vừa ra khỏi cái vùng va chạm á, vừa ra khỏi cái vùng va chạm với số 2 này thì nó va chạm liền cái số 1 thì nó làm cho bị ảnh hưởng, bị tổn thương máu. Nó chỉ đơn giản như thế. Thì người ta có nhiều anh chị người ta làm thế này, người ta biết, người ta không biết làm á, người ta chỉ làm cho có một máu thôi, nghĩa là chỉ cần va chạm với cái phần kẻ thù và những cái đối tượng này nè thì người ta sẽ chết liền luôn. Thì làm đó thì nó dễ quá, nhưng mà muốn cho chơi game chúng ta muốn hay hơn á thì tôi sẽ làm cái trường hợp chúng ta sẽ có ba máu. Mỗi lần ta chạm cái này á thì chúng ta sẽ tổn thương một máu và chúng ta cũng sẽ nhồi lên. Nó cũng sẽ nhồi lên giống như chúng ta va chạm với cái nền đất vậy, nên ta sẽ áp dụng là hai cái hình dáng va chạm. Này hơi khó ha. Một là cái như tôi nói, số 1 ở trên là star, cái hai hình dáng va chạm dưới là ipcolet. Đây, một là star, hai ipcolet. Rồi, ok ha, tôi kết thúc video này ha. Bạn nào xem video này hơi khó, là bạn nào không hiểu cũng không sao đâu. Từ từ các bạn xem nhiều lần bạn không hiểu, lưu ý để xem sự câu kỹ cái phần mà lý thuyết set visit bạn mới hiểu ha. Set visit đây. Rồi, kết thúc video này, tôi Tú Phan đã dẫn bạn cho trang web là Phan Tú Dũng Cơm. Hẹn gặp lại các bạn.